Diễm Hương phủ nhận mình là hoa hậu thế giới người Việt bị bắt vì bán hoa. Diễm Hương cho biết cô bị ảnh hưởng tinh thần khi nhận tin tức này trong lúc đang miệt mài với công việc. Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một hoa hậu thế giới người Việt 36 tuổi bị cơ quan công an phát hiện bán dâm với giá 200 triệu đồng. Nhiều cái tên được dân mạng gieo gọi, trong đó có hoa hậu Diễm Hương. Chia sẻ với chúng tôi, người đẹp 9x bức xúc cho biết đó là thông tin sai sự thật. Tối 14 tháng 9, tôi tham gia chấm thi một cuộc thi hoa khôi tài sắc Việt Nam. Nếu đó là tôi, tôi đã bị bắt từ hôm qua rồi, nhưng không có. Tôi vẫn livestream trò chuyện với mọi người bình thường. Hiện tại, tôi đang đi ăn tiệc sinh nhật chị họ đây, Diễm Hương tâm sự. Cô bày tỏ sự bất ngờ khi thấy mọi người liên tục gửi tin nhắn và gọi tên mình vào các thông tin không chính xác. Tôi đã đăng quang 13 năm rồi. Tôi nhớ lúc đó, anh Phạm Nhật Vượng trao vương miện cho tôi. Cái vương miện đó bây giờ đang được mọi người dùng để minh họa cho cô gái hoa hậu bán dâm đó. Hiện tại, má tôi đang cất kỹ trong tủ. Tôi khẳng định luôn, ở Việt Nam chỉ có hai hoa hậu thế giới người Việt, đó là tôi và chị Ngô Phương Lan. Hiện tại, tôi vẫn là Đường Kim hoa hậu. Các cuộc thi có cùng tên đều là ăn theo và không được công nhận, Diễm Hương nói, câu chuyện từ trên trời rơi xuống khiến cô bị ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và danh dự. Tôi hy vọng mọi người chọn lọc tiếp nhận thông tin chính xác, người đẹp nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Diễm Hương khẳng định cô 33 tuổi, không phải là nàng hậu 36 tuổi bị bắt như thông tin cộng đồng mạng đang lan truyền. Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt vào năm 2010 khi vừa tròn 20 tuổi và lọt vào top 14 Hoa hậu trái đất cùng năm. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô là ngôi sao được săn đón đắt sâu, người đẹp tiết lộ từng kiếm 1 tỷ đồng trong vòng 30 phút. Hiện tại Diễm Hương có một cuộc sống bình yên bên con trai sau những sóng gió. Cô rời khỏi showbiz, theo đuổi nghề phun xăm. Diễm Hương cho biết, với nghề phun xăm nếu siêng năng, cô có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng một ngày, thu nhập mỗi tháng khoảng 300 triệu đồng. Tôi còn làm những công việc kinh doanh khác để đa dạng nguồn thu nhập cho bản thân. Với mức thu nhập này, tôi nghĩ mình đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày chứ không cần nhiều hơn. Tôi cũng không cần phấn son xuất hiện lộng lẫy nữa, cô bày tỏ cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất